Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ là nhắc tới thị trường máy tính bảng thì iPad hiện nay đang là bá chủ của cái thị trường này. Dường như khi mà nói đến thì người dùng ngay lập tức sẽ liên tưởng đến Apple iPad chứ không phải là một sản phẩm máy tính bảng nào khác. Và với sự xuất hiện của Nexus 9 thì lần đầu tiên mình đã có ý nghĩ rằng đây có thể sẽ là mẫu máy tính bảng có thể đối đầu với Apple iPad và cũng khá đáng để mua. Sau đây thì mình sẽ liệt kê ra một vài những lý do chính mà các bạn nên mua Nexus 9 thay vì Apple iPad. Thứ nhất, máy Nexus 9 có một cái thiết kế hoàn toàn mới. Ở mặt trước của mẫu máy này có thiết kế khá cân đối với màn hình 4:3 và có một phần nào đó vay mượn học hỏi sự thiết kế của Apple. Tiếp đến chính là khung viền kim loại của máy chạy vòng quanh được hoàn thiện theo kiểu phay xước, khiến cho máy có dáng vẻ chắc chắn và cao cấp hơn rất nhiều. Máy tính bảng Nexus thì đã từng trải qua rất nhiều nhà sản xuất và lần này với sự kết hợp giữa HTC và Google đã cho ra một chiếc máy khá thu hút và bắt mắt. Thứ hai, Google luôn nâng cấp và hỗ trợ tốt nhất cho dòng Nexus. Nexus chính là cái tên đầu tiên trong danh sách các máy được update phiên bản mới nhất của Android. Google Nexus 9 mình đang có trên tay đã được chạy phiên bản Android Lollipop 5.0 với sự thay đổi toàn diện về toàn bộ hệ thống cũng như hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Đặc biệt là nó có thể tối ưu tối đa cho nền tảng chip 64-bit mà Nexus 9 đang sở hữu. Và người dùng Nexus 9 sẽ luôn yên tâm vì mình luôn là người đầu tiên được Google chăm sóc. Điểm thứ 3, con chip mạnh mẽ nhất ở trong các sản phẩm máy tính bảng chính là chip Tegra K1 cũng được Google trang bị và đưa vào sản phẩm Google Nexus 9 lần này. Hiệu năng của Nexus 9 có thể vượt xa so với những mẫu máy tính bảng Android khác trên thị trường và thậm chí nó còn vượt xa so với người anh em Nexus 6. Thao tác xử lý mọi tác vụ từ đơn nhiệm đến đa nhiệm của Nexus 9 đều vô cùng nhanh chóng và ấn tượng. Và lý do cuối cùng khiến cho sản phẩm Nexus 9 sẽ có thể trở thành một trong những mẫu tính bảng Android được mua nhiều nhất đó chính là khả năng hỗ trợ giải trí tốt. Ở một chiếc máy tính bảng với màn hình lớn thì người dùng không chỉ quan tâm đến những cái lợi ích liên quan đến công việc mà ngoài ra khả năng giải trí cũng chính là một điểm mà người mua sẽ cân nhắc khá nhiều khi lựa chọn một thiết bị máy tính bảng. Nexus 9 thực sự có thể ví như là một hệ thống giải trí thu nhỏ cùng với hệ thống loa boom sound stereo được đặt ở mặt trước vốn đã rất nổi danh trên những cái sản phẩm smartphone đỉnh đám của HTC như là HTC One, HTC One M8, HTC One E8 v.v. Bộ loa này thì có âm lượng khá lớn và chất âm tốt, kết hợp màn hình tỷ lệ 4:3 và độ phân giải lên đến 2K, thực sự đem đến cho người sử dụng trải nghiệm vô cùng mãn nhãn, dù là xem video hay là trải nghiệm những tựa game nổi tiếng. Ngoài ra, mình cũng đánh giá cao tấm nền màn hình mà Google trang bị cho sản phẩm Nexus 9. Nó thể hiện được màu sắc khá chân thực, góc nhìn rộng, không thua kém gì những sản phẩm máy tính bảng đến từ Apple. Và với từng đó lý do thì mình nghĩ hiện nay Nexus 9 đang là một sản phẩm máy tính bảng khá hoàn hảo và nó hoàn toàn có thể đánh bật Apple iPad nhờ có sự tùy biến cao của hệ điều hành Android cùng với những trải nghiệm ấn tượng mà sức mạnh của chip Tegra 1 cũng như màn hình độ phân giải 2K đem đến cho người sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và hy vọng các bạn sẽ sở hữu riêng cho mình một chiếc Nexus 9. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.